Phát ơi. Dạ. Mở nó tưới ra, miếng bò mềm. Tan trong lưỡi. Dữ vậy không? Ừ. Thôi, để tôi thử coi. Tận hưởng thôi. Oh my god. Công nhận qua Hồng Kông rồi ăn uống nó cũng chấn động hơn ha. Ừ. Và mình ăn với một cái view rất là xịn. Đó. Mọi người có thể phóng tầm mắt ra xa, ở đằng sau đó là Ocean Park. Đó, công viên đại dương ngoài kia. Metro nữa. Tàu điện ngầm. Và rất là nhiều món ngon. Chương trình đãi mình đây là món Double Happiness. Nhân đôi hạnh phúc. Đây là Wagyu pasta. Mì pasta nhưng mà dùng bò Wagyu. Và nghe đồn là cái bò ở đây là nhập thẳng từ bên Úc qua đây luôn đó. Đây là bò Tomaco. Nếu mà cái này mỏng sắc ra mình cầm nguyên một cái miếng tảng chắc là bự lắm á. Còn này là sandwich gà. Ê, sao nhiều quá vậy ta. Hấp dẫn quá à. Để tôi uống miếng tại khát nước. Đây là Oreo đá xay nha mọi người. Còn của tôi là như là dâu đá xay và có một cái lớp cheese. Thử coi. Ngon quá. Rất là béo nha. Bây giờ mình thử cái món nào trước ta? Pasta đi. Ừ, ăn pasta đi ha. Phát ơi. Mở nó tưới ra, miếng bò mềm. Tan trong lưỡi. Dữ vậy không? Để tôi thử coi. Tức là cái phần cháy cạnh á rất là giòn, còn phần ở trong lại rất là mềm, thơm nữa. Thơm. Mềm không? Cái này là double bò nè. Nhân đôi bò, nhân đôi phô mai, nhân đôi thịt sông khói, nhân đôi cái miếng cheese. Đúng rồi. Double happiness mà. Nhân đôi hạnh phúc. Để cắt ra luôn. Cắt sao ta? Rất là nhiều thịt luôn mọi người. Cái này là phải đi nhóm 4 người á. Đúng rồi. Đây mọi người có thể thấy nè. Nhà hàng này á thì có tới 4 chi nhánh ở Hồng Kông. Có trong này. Central và có cả ở khách sạn Ovolo này luôn. Nhưng mà nghe nói là cái nơi này là cái nơi là tiện nhất để mọi người có thể thưởng thức được. Đúng rồi. Những cái món ăn rất là ngon ở nhà hàng này. Nguyên cái hành trình ngày hôm nay mình đi những đâu ta, Phát nhớ coi. Đầu tiên là mình đi núi Thái Bình. Rất là đẹp. Thiên nhiên, cảnh vật, mọi thứ rất là trong trẻo và xanh sạch. Và thấy đa số mà ai mà đến với Hồng Kông á, đều phải lên đỉnh núi Thái Bình. Đó là một cái điểm tham quan nổi tiếng luôn. Phóng tầm mắt xuống nhìn thấy toàn cảnh Hồng Kông rất là đẹp. Và lúc mà mình đi là ban ngày, nghe nói là về đêm là còn đẹp dữ nữa. Đẹp chấn động luôn. Nhìn xuống lên đèn. Đèn, phố lên đèn. Và nhớ nhất là cái khúc mà 82 kiếp nạn của Võ Tấn Phát và Minh Dự ở cái thang cuốn mà dài nhất thế giới. Mình đi con đường chỗ mà nghệ thuật á, nhiều tranh vẽ này trên tường á. Con đường đặc sắc ha. Rất nhiều cặp đôi, rất nhiều nhóm bạn đứng chụp hình cho nhau luôn. Ê, mình nghĩ đến mình đó một cái thời gian nha. Mình đi len lỏi vô mấy góc cách là còn nhiều hình đẹp nữa. Mà ngày đầu tiên mình đến với Hồng Kông thì mình đi vậy là cũng vừa sức rồi. Được tận hưởng món ăn vậy. Còn muốn đi nữa. Nhưng mình cặp chân mình có giới hạn đúng không? Đi nữa là quỵ à. Ngày mai mình đi tiếp. Cuối ngày mình được tận hưởng một cái bữa ăn ê hề vậy là cũng được rồi đó. Rất là ngon luôn. View rất là chill nữa. Đây là lần đầu tiên mà Minh Dự với Tấn Phát đi du lịch ở nước ngoài. Và thậm chí đi làm nước ngoài luôn. Với nhau. Với nhau. Mình hiếp chữ với nhau. Lần đầu tiên đi với nhau ra nước ngoài. Chứ đi riêng thì nhiều rồi. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên Phát đến với Hồng Kông. Dự cũng vậy đúng không? Lần đầu tới với Hồng Kông.
cho nên là lúc nào cũng cảm giác nó tò mò, nó hứng thú, không biết con mệt luôn mọi người.